Đây là AK580 các bác nhé. Bây giờ em sẽ đổi màu chạy trên luồng để cho các bác cùng xem nhé. Ok. Đây là logo nhân 6 các bác nhá. Nhân 12 này. Ôi, đây là nhân 24 các bác nhá. Để yên vậy nhanh nhá. Đây. Chuyển về nhân 6 của em nhá. Rồi. Đổi màu nhân 6 auto cho em ấy. Hiện tại đang quay video là không có bất cứ một hiệu ứng khói nào các bác nhá. Nhân 12 cho em nhá. Đổi màu luôn như thế. Nhân 24 nhá. Rồi ok, bây giờ em sẽ chuyển sang cái chế độ cho lên trời luồng và gobo các bác cùng xem nhé. Để các bác có thể có nhiều cái góc nhìn hơn. Bắt đầu từ luồng nhá. Đây là AK580 các bác nhá. AK580. Rồi, đổi màu đây anh ơi. Luồng đẹp quá. Nhân đi anh ơi. Rồi nhân 6 các bác nhá. Rồi nhân 12 này. Nhân 24 này. Đổi màu nha anh nhá. Đổi màu của nhân 6 trước đi. Năm 80 khi mà chiếu gobo lên trời thì cảm giác là công suất nó cao hơn, cho nên là cái luồng nó sáng sắc nét hơn là cái con AK450 ở bên cạnh các bác nhá. Rồi nhân 12 anh ơi. Nhá. Rồi 24 thì thường gobo nó to các bạn. Cái này là trong cái lúc quay này là không có một tí hiệu ứng ánh khói nào các bác nhé. Toàn bộ nó quay xuông hết đấy. Rồi. Rồi ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.